tiêu rồi. Nó gầy là cái tâm không còn cái thiệu là mình không nữa. Còn không còn nắm tật nữa. Mà chỉ còn ra đúng là đường xin tên. Vậy là sao này khi mà còn cái gì là không, cái bằng là giới thiệu một năm là không còn nữa. Không còn, không còn. Gà. Không còn tấm lần nữa là hai điều kiện đó. Mà cái nóng nảy thì bớt nóng nảy. Rồi bắt đầu đi ra đường là chỉ là đúng là xin tên, còn xin tên vậy. Chỉ tiếp bài còn ông ăn, ông gì, ông gì mở trói, mở xiền giò gì, bị mở giò gì. Thế chứ tiếp ăn luôn. Mẹ em biết nói. Tại giờ dục cái xác về hoài, mẹ chặn mẹ chối. Chối đạo là nhịn ăn 9 ngày không dạ, ăn. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi con cắt ngang lại xíu rồi cô cho con hỏi. Là cái anh Tèo lúc đó cô dẫn với chị á, là cái người thầy, là mẹ nhập vô người thầy mẹ hay là Quan Âm luôn, mẹ vô xác người luôn. Mẹ Quan Âm vô xác của người thầy đó. Vô xác luôn. Xác của người thầy hay của ai cô? Của người thầy. Xác thầy và đàn nhân. Như là vô cái xác đó là mẹ luôn. Cái xác đó là tượng mẹ luôn. Giống mẹ luôn. Đúng. Hình tượng mẹ luôn. Giống mẹ luôn. Ồ ngộ quá. Ở bây giờ có cái hỏi y chang. Mặt mày của mặt hình hay giống hình vậy luôn. Nhập vô xác mà hiện lên là y gan vậy luôn. Không, cái phần xác giống mẹ giống hình. Trong hình mẹ vô cái xác đó là giống mẹ. Phần xác ngồi như thế này. Cái phần mẹ để trên á. Dạ. Mẹ ngâm á. Và bây giờ cái hình cái mặt bà ấy với cái phần các bạn không giống nhau luôn. Bây giờ mấy em nhìn cái mặt mẹ giống nhau luôn. Mẹ mẹ là như là mẹ sinh con giống mẹ luôn. Mười chúng giống như tám luôn vậy đó. Giống mẹ luôn. Bây giờ mình giống mẹ luôn. Trên dạ mình vậy cái này con mẹ luôn. Dạ con hay thắc mắc nữa nè cô, là cái người thầy đó mà đã nhập xác vô đó thì cái hình hài lúc đầu là có tượng trưng giống mẹ không hay là cái hình hài giống, giống mẹ hình luôn hài giống. Thường là người ta kêu bằng mẹ không luôn đó chứ cái xác không, giống không mẹ, có vô mẹ đâu mẹ luôn. Xác giống mẹ xác chứ mẹ phải luôn. Nhập vào mới giống mẹ không phải nhập vào giống mẹ cái xác à, mẹ cái luôn xác giống luôn là, là nói chung ra là thường là người ta gặp là người ta kêu mẹ không luôn chứ không không phải mà tự lên vô xác rồi. Cũng như là vô xác người mà tự lên mà có phải dùng vợ mà có lên đó không? Như cái xác đó là có mặc đồ của mẹ Quan Âm luôn không? Đồ thường mà mặc đồ áo túi áo cúc bình thường thôi. Chung là mẹ đó. Chứ mày để phần xác ngồi á, phần xác gì phần xác á mà phải ngồi trên ghế coi á. Nhờ hình tượng đeo nam treo trên đầu vậy nè. Ừ. Bự qua bự ra. Ừ. Là mình giờ khuôn mặt của phần xác đó với cái hình khuôn mặt của mẹ Quan Âm ở trên á. Mười chú khoảng 8 7 8. Giống từ tôi vậy đó. Một ngày đó ha là vô mẹ là từ với 200 người lấy lên đó ha. Chẳng có tìm ai được mà giống mẹ. Công an có vậy luôn à? Có công an luôn à? Công an đứng có vậy luôn mà quá đông rồi. Đông lắm. Qua lúc đó nó phường bận công an nó bận mà. À, vô mẹ đó ha. Là bắt đầu là hồi đó tới giờ đi là chị đi nhiều lắm. Dạ. Đi nhiều đi mệt mỏi rồi. Tới cái chỗ này đó là người cái anh này á là anh cũng đi mẹ mà anh nói nữa là chị nói là như chị quá mệt. Đi biết bao nhiêu. Đi dẫn đi lên núi lên non chị đi theo biết chị cũng mệt cũng thấy mòn mà cũng ráng mà buồn đi còn mà đi rồi về cũng vậy người ta nói cái gốc lớn lắm còn vậy không mà vô mẹ là bắt đầu rồi bởi vô luôn vì theo hồi nãy nó đúng cái gốc này gốc lớn lớn lắm nghe anh Út có nói á có được cổ lớn lắm cái này mẹ nói là mẹ nói là cái tăng này tung quá dạ dạ còn cái chuyện mà anh Tèo mà gặp gặp quỷ hoài đó cô là anh Tèo nói sao cô nói rõ lên con nghe cô nói gặp quỷ gặp ma gì hoài đó đúng rồi đó. Thấy không dạ tôi biết rồi không biết nó thấy vậy là chỉ có anh biết rồi nha anh Tèo gì chỉ có anh biết thôi nha à chị biết có chị đây là có mấy út làm tiếp mừng quá chứ dạ dạ anh Tèo ơi bây giờ nãy em nghe mẹ của anh nói á là xuống mẹ Quan Âm á là đã lấy cặp nanh của anh ra và cái cục gì cô hút máu, hút máu. Cái đó là anh theo anh là có thật không anh đó là giả tượng thôi. Giả tượng hả giả tượng cặp trai chứ không có không có sao con đặt ngực hoài không có sao đặt con đặt đứa gan, nào mà sao con đặt gan thì nói là nói lên mặn lắm tại vì gan con tắt là anh biết hết tắt gì đó nó tắt là đâu mà con hồn cúng như là bay ngang ngộ nghiêng đó con mà nắng trời gọi vô đó thì đi ngang con chết con tắt chứ á tao hầm thì ba tắt vậy á sao con nói là sao nãy nó lấy ra rồi coi nhập chơi chưa ra đuổi ra nè anh vừa ra đuổi ra đó nó tưởng là một anh nọ đó đó nãy như anh Tèo nói là thầy con không ra đâu không thôi bây giờ nè từ khi ông thầy đến á bây giờ anh Tèo cũng
hợp tác chỗ hợp tác với thầy à. Để mình tìm ra để mình điều trị. Thử anh thử coi à. Thầy này hay không? À, à. À. Thử coi. Dạ cô, hồi nãy cô đang nói về cái vấn đề mà chị bệnh cho nó ở dưới mẹ thì nãy con có cắt đồ, biết đi lên chuyện giờ luôn. Vấn đề xác á. Anh Tèo nói chuyện cái đồ của ai gặp lại để thú không gì hết. Lúc đó chị với một người bí tâm linh gì đó. Giữa sớm là anh Tèo cũng đâu có quậy quặn gì đâu. Sao tự đồ nó qua không quay không biết cái không biết. Mà đồ của ai mà gặp vết gì hay vậy là lượm bỏ hết chứ không bao giờ mình vết trong đó cái gì không bao giờ đồ ai để không bao giờ không bao giờ gỡ vô ha vết sẽ lùi 3 ngày năm cho kêu coi lấy không cho thôi không bao giờ thì nhà kia nó không điện xài thì em kể không giờ một ngày cũng đấy không có bà con trên 2-3 ngày đi ra bắt lấy cái con không ở không giờ lấy chứ không có lấy ngàn không lấy ngàn đâu cái gì đó thì tự hồi nhỏ tới cấp bị tử bây giờ có chữa thành cái gì nó gì bởi tức bao nhiêu rồi nghe nuôi mẹ biểu đi lên xuống lên xuống xa mà rất là mệt chung đi ngày phải tới luôn với mẹ. Với mẹ Nam Hải không phải đâu mẹ ở Gạch Sỏi ngã ba Đà Điên Gạch Sỏi ngay mất đó đó dạ. Ngay bến xe Gạch Sỏi là hỏi mẹ là người ta biết mẹ đó ngay ngã ba Đà Điên Gạch Sỏi ngày đó đó để sao ta có giá chốt á ta ghi giấy á cho để rõ ràng luôn họ tên Lặng luôn à nói là họ tên con Lặng là gì là tên gì thì họ tên anh tưởng nó giấy gần giấy nặng thì nặng thôn gì đó rồi để cho nhãn các chùa hứa việc làm anh làm cho nhãn các chùa hứa thái quốc quan tháo anh vàng nhạo tây thì nhãn ra được thầy để chữa bệnh ông Ngọc Vua à. Đó. À. Chạy đó vậy là hiểu ý anh Tèo nói là anh Tèo ý là muốn làm chùa muốn là sau này làm người thầy trị bệnh giống như anh Út và Hỷ Út hồi nãy nói vậy đó là xin chú Tư vậy đó là trị bệnh cho hết cho ảnh và ảnh sẽ làm người thầy trị bệnh cho bá tánh dẫn chùa lên chùa cho anh chùa lên đó đất nào hứa hứa với anh đó ha à. Ai hứa anh anh đất nào hứa bác Nam hả nước Việt Nam nước Nam hứa ở tạo cái hạ chặn thanh lặng à ông tạo anh hạ chặn thanh lặng vậy là chuyến này thầy Út qua đây sẽ trị bệnh cho anh gắn kết hợp với thầy Út để trị bệnh cho hết để anh có thể là anh có chỗ thờ cúng rồi cũng như là anh trị bệnh cho bá tánh bà con của bác nha anh Tèo ha thật là nói giờ bệnh đó chuyến này anh tu luôn làm thầy luôn thầy hy vọng là sẽ được như ý nguyện của anh đồng ý đi anh gì làm đồng ý làm thầy hả thầy làm thầy à làm thầy anh trị bệnh hay sao anh trị bệnh hơn chữa đi chị miễn phí nha không lấy tiền người ta nha vậy mình mới tốt nha nhân đồ thế chỉ là anh cần cái chỗ thờ cúng là giống như chùa cúng lại đàng hoàng cỡ nào cũng phải là 3-4 giờ cho thức dậy mà mình phiên hoài là nói giờ sáng đi con ngủ tới sáng đi là cho ba con cúng rồi sáng cái con lại của quyền ông bà là được rồi không chịu đứng ra là chịu thắp nhang cúng hai nước mới chịu 4-3 giờ sáng mới cho thức anh em cúng theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mình đúng rồi phải một ngày phải cho hai thầu đàng hoàng cúng hai nước đàng hoàng đó bưng cái thùng nước ra trước cho bà con tôi uống là thùng chừng đá là cũng như là cứng cái trụ cái thùng đá mình thấy là thùng nước trước đó là do anh Tèo luôn đó ha con do anh Tèo là cái thùng này anh đọc bài cứu kính như thương cho nghe thử được không cứu kính như thương trước cô quyền cầu trên còn anh chánh hả cứu kính như thương trước cô quyền cầu trên thất tổ anh biết bài nào không ở thế sao mà anh đọc thử anh đọc nghe thử coi bài gì vậy anh nhớ bài gì bài nào đọc bài đó đi cũng được chỉ là cúng nó ngon với đạo Phật đa đạt đa tam đa đà gia chú ma ha hai di đà gia ba đặt ra nhiều lắm là đặt ra chú dẫn xong chứ không phải chú về đại bi đâu chú đại bi là năm hát ra đắc na đầu tiên còn anh đa ra là giống là chú dẫn xong chỉ là anh đọc ba chú chứ anh đâu có đọc bài chú chú phép chú chứ không phải là bài nguyện của Phật giáo Hòa Hảo rồi nè Phật giáo Hòa Hảo là chú kính hơn chú của quyền cùng trên thánh tổ chứ lòng thiền đó anh có đúng không con những ngộ
đó là không, cái hồng dài lắm. Dạ. Dạ. Có người là quan tổ đưa lọt không được. Có đồ, đồ nặng lắm vậy à. Nặng ốc anh đọc không được ha. Ờ, nó có nhìn nặng. Có người nhặn xuống rồi. Đúng rồi. Nặng lắm. Nói thường thường á là nó đi xuống mẹ là nó biểu mẹ phải đánh cái này cho nó mạnh xuống nè. Dạ. Ừ. Ngày kia ngày cái thấy luôn. Vậy đó con. Ờ. Lời xuống mẹ là mẹ nó biểu mẹ phải đánh cho mạnh cái trong cổ sấy nó. Giống như có ai mà đã tắt cái đầu. Cái đầu. Nặng ngày cái sấy của nó. Là cũng như là mẹ đồ giải cho nó đó ha, là nó biểu mẹ giải là mẹ phải đánh cho mạnh ngay cái này, đánh ngay cái đầu nó phải mạnh xuống. Dạ. Dạ. Đúng rồi. À, bởi vì nói là có giống như có người nhặn xuống vậy đó. Đúng rồi. À. Nặng lắm. Muốn đánh cho gà. Nặng lắm, đúng rồi, nặng cái đầu lắm. Bất mạnh. Ủa cái bài chú nãy là ai dạy anh hay là sao? Đó, ở cái cần đọc. Đọc kinh hả? Mấy ông mấy bà thương quá à. Mấy ông bà tiếp đưa cho cái cuốn đó biểu thường đọc, cũng biết chữ được chút chút. Dạ, dạ. Anh có niệm Phật không? Có niệm Phật. Dạ. Anh niệm Phật anh có cầu nguyện gì không? Cầu nguyện cho ra mẹ sống nè. Trời ơi. Có nói rồi đó. Cầu nguyện cho cha mẹ, cho gia đình sống bình an. Và cầu nguyện cho chúng số. Cho chúng số nữa. Còn cầu nguyện cho chúng số nữa. Mẹ nuôi chúng số cho tiền nhiều. Đừng thảnh tha mẹ nó không có cái cha với mẹ lắm. Nãy nghe bà nội nói là có tiền là đưa cho mẹ hết đúng không? À có tiền cho mẹ không? Mẹ hết. Đưa cho mẹ giữ hết trơn đúng không? Mẹ. Nãy nghe bà nội kể là có tiền là đưa cho mẹ để mua mẹ mua đồ bán đồ. Đưa mẹ. Ủa tiền đâu anh có? Anh sao? Ủa hiện tại có bán không? Đâu sáng giờ có bán không? Bán rồi. Bán hết rồi hả? Hết rồi. Ôi trời. Ôi mấy ông. Mấy ông mấy bà thương lắm. Mấy ông mấy bà. Ê bây giờ dạy gần tới chợ mấy ông mấy bà biết thương lắm. Mấy chú mấy cô người ta thương dữ tợn. Bán ngày nhiêu tấm anh? 5 tấm. Giờ 3 tấm à. Bán 5 chục á. Bán 100 đi. Mai mốt lên 100 đi. 3 chục à. Biết sao ngủ? Ngủ. Vậy cũng được, chấp nhận ăn phận mình bán ít rồi ngày sớm thì nghỉ cho nó khỏe. Dạ. Dạ. Mấy ông mới bà với cô gì thương lắm. Dạ cô ơi, thì nãy giờ con mấy con ở đây là cũng có trình bày với chú Tư rồi đó. Ví dụ như anh Tèo mà đi bán vậy đó, rồi tiền bạc thì anh Tèo cũng biết bình thường hết chứ. Tiền bạc bình thường biết bình thường hết chứ. Bình thường ha. Không có còn mắc gì chứ. Người nào thiếu hết chứ. Dạ. Tội chứ á. Đều có cái nó vậy thôi chứ. Tiền bạc bình thường. Mà phải mà nó bị suốt thì giờ như giờ chờ suốt như vậy một ngày thì từ thường chỉ chưa đắng từ 11 giờ tới 12 giờ 1 giờ. Tôi gặp 3 tiếng hồ đó rồi giấy đó là nó ra nó dầm. Bây giờ này là mấy giờ ta? 11 giờ mấy? 11 giờ mấy hả? Là ra dầm. Dầm khoảng 2-3 tiếng. Không có đâu, giờ chưa dậy bất lạc. Dầm chút khoảng 5 phút. Chút vô rồi xong hồi ra. Không, cái bầu rồi. Dạ. À, cái bầu rồi. Dạ. Từ đó về chiều khi đi ra đứng rồi. Giờ mà cái tàu lại nó chào. Nó khẩn chào. Để làm gì chẳng? Thì anh thầy lúc này cũng hồi nãy cũng nói là anh Tèo đã bị hành vậy, thì con xin phép cô Tư là mình có tin về tâm linh không? Dạ không, Tư tin dữ tợn mà. Dạ. Tư tin thì bị Tư đi bao nhiêu rồi quá rồi Tư cũng mệt hiểu hay không? Cái gì vậy? Rồi tiếng cứ nói là cái tóc quá bự rồi bây giờ có cái là Tư nói thiệt là Tư ngoài Tư đi lâu rồi Tư niệm thật đó thông suốt đó. Bây giờ Tư nhờ chào Phật của quyền ông bà tiếp. Hiểu không? Dạ. Bây giờ tôi niệm Phật quá, bây giờ tôi gặp cuốn này và có thể giúp con Tèo nữa là tôi hiện là Phật. Giết dạ. Tư đó. Dạ, dạ. Chị nhãn không ta. Ừ. Chị quản chị nhãn là. Tư bây giờ. À. Chữ gì anh Tèo nói lại coi. Chữ nhãn chữ vàng. Chữ nhãn chữ vàng. À. Ừ mẹ nói là có chữ H á. H là nói chữ vàng đó. Chữ vàng chữ tạo á. Chữ vàng. Chữ vàng. Chữ vàng. Anh Tèo xẹt ngang luôn. Mẹ nói. Ừ đi ngang đi. Mình này có chữ ngắt nó khác nhau ha. Đi xếp ngang đó. Khác nhau. Chỉ tay sẹt ngang luôn. Nhãn. Đã nhãn là chữ vàng. Tay ta đâu có sẹt ngang. Bàn tay phải của ảnh có sẹt ngang luôn. Sẹt ngang qua đây. Bàn tay trái không có. Dạ. Tay không có. Xin cảm ơn chú Tư với cô Tư luôn nha. Cảm ơn anh Tèo luôn nha anh Tèo. Cảm ơn quá xá rồi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nha.